Nhận định Man City với Leeds, 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, vòng 31 ngoại hạng Anh. Leeds United sẽ là đối thủ vừa tầm để Manchester City tiến thêm một bước nữa tới danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận thua trước Man United hồi tháng 3 có vẻ như không ảnh hưởng nhiều tới thầy trò Pep Guardiola. Kể từ đó, đội chủ sân Etihad thắng một mạch 6 trận liên tiếp, trong đó có trận thắng quan trọng trước Dortmund để chiếm lợi thế ở vòng tứ kết Champions League. Tại ngoại hạng Anh, The Citizen đang cho thấy chức vô địch gần như đã nằm trong túi của họ. Tính ở 3 vòng đấu gần nhất, nửa xanh thành Manchester toàn thắng, đi được 10 bàn và chỉ để thủng lưới 2. Bên kia chiến tuyến, Leeds United cũng đang có phong độ tốt để có được vị trí thứ 11. Đây có thể xem là thành công ngoài dự kiến của một đội bóng tân binh tại Premier League, dù không còn nhiều động lực. Các học trò của Bielsa luôn thi đấu đầy cống hiến mỗi khi ra sân. Vì vậy, Man City chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước The White. Dự đoán Man City 2-0 Leeds United. We'll be right back.